Tuần trước, Giám đốc Quản lý của Bệnh viện Đoàn thể ở thành phố Arisa, Ấn Độ cho biết, một cảnh sát 42 tuổi nhập viện vì đau bụng, chán ăn và suy nhược. Các bác sĩ chụp siêu âm, nội soi và chụp CT ổ bụng, phát hiện nhiều con dao trong dạ dày bệnh nhân. Sau khi trao đổi, các bác sĩ kết luận rằng bệnh nhân có vấn đề về tâm lý khiến ông đã nuốt 40 con dao với nhiều kích cỡ trong 2 tháng qua. Bệnh nhân cho biết, ông bắt đầu có thói quen nuốt dao sau một tai nạn giao thông, và ông chỉ cảm thấy đau một chút khi nuốt chúng. Một đội ngũ bác sĩ đã phẫu thuật và lấy ra 40 con dao trong bụng bệnh nhân, trong đó một vài con dao đã bị sứt mẻ và rỉ sét. Giám đốc bệnh viện cho biết, trong 20 năm hành nghề, đây là cuộc phẫu thuật đáng sợ nhất của các bác sĩ từng chứng kiến và thực hiện. May mắn viên cảnh sát cũng thoát khỏi cơn nguy hiểm.